Mình chào mọi người nha. Thì Tết Tây năm nay là mình được nghỉ 3 ngày. Sẵn là cũng lên anh em rồi chơi. Đi người này hôm qua là mình xuống Đồng Nai. Còn hôm nay là mình lên chỗ thành phố, chỗ thằng em trai chồng của mình ở. Thì sẵn mình quay video về cái căn phòng của hai vợ chồng thằng em ở luôn nha. Thì tại vì sao mình quay là vì nó nhỏ lắm. Đúng nhỏ luôn á mọi người, không phải là quá, không phải nhỏ vừa mà là quá nhỏ luôn. Giờ mình cho mọi người xem cái phòng của nó nha. Đây căn phòng đây nha. Mới vô là thấy cái bếp à. Bếp nhỏ xíu nhưng mà đầy đủ dụng cụ nhà bếp nha. Tuy là nhỏ nhưng mà chủ nhân rất là gọn gàng. Đấy, qua bên này. Này được trải được cái nệm. Tivi lo gì đó là được bắt ở trên cho nó gọn chỗ. Này chồng mình mới tới làm thay le. Còn xịt qua đây một xíu. Đó là cái cửa. Cửa ra vô rồi. Đó, rõ ràng không? Rõ ràng là phòng quá nhỏ. Là gì đó. Nghe như mua mồi gì. Đó có lẩu đó. Ê mày không có đọt chứ cái mặt mày đâu. Cái gì mà lai kim ra bọn cho bà vậy? Tôi quay cái phần quay đi. Nó nhỏ quá tao quay. Phần nhỏ quá quay rồi. Quay nhỏ quá, ấn tượng nhỏ quá. Để mua 10 lon. Quay không? Để mọi người biết là mua Tiger. Cuộc sống của mấy người mình đâu những người Tiger, không? Đi làm mà xa quê nó vậy á. Quá. Ngại ghê. Không có chuyện gì thì lên ngồi cho nó rộng. Vô trang. Mua. Cái nè cả... Có cái bếp lẩu không? Bếp gà. Không. Không có sao. Còn lấy bếp điện tử ra xài bếp sao không? Đồ ghê lại có bếp điện tử. Mà có bếp từ luôn. Sắp không có thiếu gì đâu, đừng lo. Sao mở luôn. Phải không ta? Đúng rồi, nó chứ ai anh mà không phải á. Biết sao không? Tôi không biết sao. Tôi không biết sao. Không biết. Cắm điện vô là sao? Lúc vô cắm điện thôi là gì không biết là. Chưa xài luôn. Để mà cũng mua luôn. Mua đâu mà mua, người ta tặng đấy chứ công ty ta. Dạ. Vậy chúng vậy chúng nó mình lấy gì? Tự vô đầu. Vậy tụi mày ở đĩa này nó có xài đâu? Trời nó cũng xài á. Nó cũng xài đúng không? Đường văn. Ngăn ba không vừa nó gì đâu. Dạ. Vì số mà. Giá điện nó đây rồi cho tao muốn gì. Biết đâu chưa cái gì không? Đi mà cắm điện đây cắm điện vô là bấm nút xe mà quỷ đây cái gì đâu đây chị lúc trước trước chị cũng có xe rồi ngày quay 150 không cái đeo mạng sao bấm đại ta quay không mua tôi thấy vậy thì cái gì cái đeo mạng đuôi đồ vô mà thì cái chứ 150 người ta bấm như bấm ngầu đất hút miết mấy con chó này chú khó cái trời ra kia cậu cứ lại đi nghi ra cái cổng á ở đây mà cũng phá ra nữa nè khó ấy đi ra đừng ra nó bị xì đâu đi rồi quẹt uống cái đầu này để đâu đây nè đi cái dây hồi nãy đâu con ra ra cậu cái cổng đó để mẹ sao ở đây nó bắn đây nè mẹ cái súng này công nhân cho này nó chị, nó bán chị bái vô cái thì móc nó vô giùm chị vô cái cửa ở đây nhìn ra thấy nó bét đâu mà đồ phanh đồ tùm lum hết ta tại nó nhỏ ấy lại cho nó gọn chứ còn bình thường cho đi lông bông cho nó sung sướng nó chứ bộ vậy á nó có cái mát đây nè có cái móc sắt đó em móc vô rồi đó mẹ mày nè rồi sao sao rồi đây nè từ để nó bấm nhẹ vô thôi đi vô khó để nó đi bét đấy tự nhiên bác lên chạy điện nó sâu kia nó nhanh hơn không mà bún này đội bao nhiêu bún này chắc cho cháu ăn không đây bông đây bác không cùm đây có mày không có mì được có mì được mày được đâu bông ra đây ở đây đi nó gọn đi bông ở nhà nhỏ quá mày quặn miết ớn luôn á mình cột nó lại ở đây nha mọi người
Ờ gấu ơi, đi lấy nước cho nó uống con chứ. Không hả? Mày lấy đi. Ủa sao hôm nay con trai làm biếng vậy? Vậy mà lấy nha. Ừ thôi mà lấy. Giờ cho con bông nó uống nước nha mọi người. Đói hả? Sáng giờ đi chưa cho uống nước á. Nè nước này. Đây nè. Rồi hết rồi, hết nước rồi. Mấy đứa mình ăn cho nó tô. Ừ. Có chén nào nó dư rồi. Thì dư nhưng mà nó ấy cho nó tô nữa. Ăn cái tô bát xương. Mấy tô bán hủ tiếu à, nơi còn lưu lại nè. Kệ đi, để nó ăn xíu đi, tính sau dẹp cái vụ đó đi. Chút nữa tao kiếm tao mở cho. Quạt xe đồ là sướng. Thôi, cái lẩu trăm rưỡi ở đây. Để mẹ nó nhiều. Nhiều gì đâu, ít nhôm. Ít, có phanh đồ tầm lum hết. Phanh kìa, phanh đuôi nữa rồi. Trời, dày nó ít nhưng mà nó ngon. Ngày toàn là đồ ngon ơi, không nè. Cái lẩu trăm rưỡi cho tế. Đó, biết lắm mà. Điện không nổ. Điện chịu không nổ. Cái dây điện chịu không nổ chứ không có gì ấy. Đúng không? Còn nó yếu quá này, còn đây nè. Vũ khóc mày phải mua, mày sắm cái cọng dây. Còn đây nè, nó không cháy, còn đây còn vũm. Gì vậy bông? Đúng rồi. Im đi, lao lối em chùm đó. Còn đây miếng dài này. Đúng rồi. Không? Ừ. Lấy cái dây tốt tốt á, cái bếp này nó tốn, nó nạn điện lắm, cho nên là phải chịu nổi. Lấy cái dây tốt tốt. Còn đâu? Ở trang có bô ơi đây. Ở đâu đó? Bô đâu mà bô. Cái bếp điện từ này là nó nặng điện lắm mọi người, cho nên là đây. Vậy nhìn không biết nó lấy cái dây điện mạnh á. Là nó bị cháy rồi. Giờ hàng chi cái so mà nó chỉ bay mùi nhựa á. Đừng quá cái đài vô chứ. Có ai kêu á. Mà với lại cái đồ mới nó cũng khởi động là nó bay bùi nữa. Không có đâu mà, cái này nó cháy quá trời. Rồi con rạc chết trời trời trời. Đây là em. Yếu quá. Cám lên nó bay mùi liền. Ừ, chịu nổi nắng á. Như hồi trước mình vậy đó, cái dây yếu quá nó. Chơi chơi, lấy ra ốc đi. Để chờ em làm cái phít cám mới. Nãy đang giới thiệu nào lẩu cái phít điện nó cháy. Làm quán hồn. Đây nè mọi người xem nè, 150 á, thì tuy là nó ít mồi thôi nhưng mà mồi cũng chất lượng lắm. Cũng có phanh là ngào hoàng nha. Đuôi chứ, đuôi á. Phanh á. Đuôi. Đuôi chút. Đuôi, ừ thì đuôi vậy thôi chứ. Mẹ. Bên nào là đó. Giờ mình ăn thôi nha mọi người. Thì cái khâu ăn này cũng không có quay được. Đây, em trai của chồng. Bên kia em Út. Có được chấm hả? Không có, ta lấy heo và cái chén dư ra để đuổi chấm đó. Bác Hằng nói ai không? Kệ cho nó đấu nó ăn.